mùa hoa về rồi, muốn hoa sinh con hãy dâng mẹ. Mùa hoa về rồi, muốn hương thơm bay trước nhan mẹ. Hoa hồng rừng rỡ bao ý thơ, hoa vàng nhẹ rung dưới ánh trăng, nghe hồn chào dâng chứa chan bao nhiêu ân tình. Mùa hoa về rồi, muốn hương thơm bay trước nhan mẹ. Hoa huệ tỏa ngát bên thanh nhan, hoa đồng thảo dâng không sắc hương, nhưng đẹp tình yêu thiết tha xin dâng lên mẹ. Chúa, hoàng thiên cung, chứng cao quyền trọng trôi vượt ý mọi loài. Mảnh trăng kế ngón ư sen, 12 sao trời chiều thiên thánh mẫu tuyệt vời. Xin tôn vinh mừng Chúa Ba Ngôi, thương ban cho mẹ đầy ơn phúc. Trần đời thiên quốc cùng người khen Ave Maria. Kính chào chín phẩm thiên cung, đứng bên bàn thờ phụng sự ý lời kinh tha thiên khôn vơi, tựa như hương trầm tỏa bay trước nhan Chúa trời. Xin tôn vinh mừng Chúa Ba Ngôi, hôm nay đời thành trì thiên quốc, chiều thân chưa thấy hồi về đây hát khúc khai hoan ca. Giờ dâng hoa kính Đức Mẹ này, ông bà Hiên Xỉu ở khu Ô Nhiễm ủng hộ 100.000. Oh tình yêu hoa tím rung nhẹ tiếng nói ấm thầm dâng mẹ tình mến ngàn đời đâu dám quên. Ave Maria, Ave Maria. Cộng đoàn dâng hoa kính Đức Mẹ. Ông bà trưởng thủ giáo khu Giuse 100.000. Ông bà trưởng Lan Thượng giáo khu Gioakim 300.000. Ông bà Vinh Quyên giáo khu Mẹ Vô Nhiễm 200.000. Ông bà Hồng Tải Hồng Thuận 200.000. Ông bà trưởng Thăng Dung giáo khu Thánh Tâm 500.000. Ông bà trưởng Hiên Xỉu giáo khu Mẹ Vô Nhiễm 100.000. Giờ đoàn con trước ngai tòa mẹ dấu yêu cùng hòa vang thiết tha lời kinh sớm chiều chọn niềm tin chung một tâm tình thấu hiểu nguyện mẹ thương ban ơn xuống đoàn con nhiều xin dâng lên mẹ gia đình và giáo xứ con một lòng hiệp nhớ thiết tha trong tình mến yêu theo bước chân mẹ vượt qua bao gian khó mẹ hằng chăm lo niềm tin yêu sáng ngời. Đoàn con trước bao nhiêu là khó khăn và cuộc sống biết bao sầu lo ưu phiền vì tình yêu cha đã ban tặng nơi đây hạt ngọc xanh tin vui thắp lên hy vọng. Xin dâng lên mẹ, gia đình và giáo xứ con một lòng hiệp nhớ, thiết tha trong tình mến yêu theo bước chân mẹ, vượt qua bao gian khó mẹ hằng chăm lo, niềm tin yêu sáng ngời. Gia đình và giáo xứ con một lòng hiệp nhớ thiết tha trong Tháng năm về trăm hoa đua nở, khoe sắc hương rực rỡ thắm tươi. Xin dâng lên mẹ Chúa Trời tấm lòng kính mến ngàn lời tạ ơn. Lạy mẹ Maria, cùng với toàn thể giáo hội, giờ đây mỗi người trong giáo xứ đền thánh chúng con đang quây quần trước tôn nhan mẹ để dâng lên mẹ những đóa hoa lòng của chúng con. Chúng con xin trao về mẹ những nỗi niềm khát khao, những băn khoăn thao thức, những đau khổ thất vọng và những hạnh phúc ấm êm của từng gia đình trong giáo xứ, giáo họ, giáo khu của chúng con. Đặc biệt, chúng con xin dâng lên mẹ toàn thể thế giới đang phải chiến đấu với cơn dịch bệnh, đang hoành hành đe dọa trong cuộc sống. Xin mẹ thương chữa lành và cầu thay nguyện giúp chúng con. Xin mẹ ban cho các tổ chức y tế trên thế giới tìm ra được nhiều loại vaccine phòng ngừa các bệnh tật, nhất là căn bệnh thế kỷ này, để chúng con được sống trong bình an và hạnh phúc. Xin củng cố đức tin cho chúng con. Chúng con cũng xin dâng lên mẹ những gia đình đang gặp khó khăn, đau khổ trong cuộc sống. Biết bao gia đình đã và đang phải gặp những cơn sóng gió của cuộc đời. Xin mẹ chúc phúc cho chúng con, đặc biệt cho các gia đình trẻ được luôn sáng mãi ngọn lửa tình yêu. Xin mẹ ban cho mỗi tâm hồn khi chiêm ngắm mẹ biết sống tin yêu phục vụ trong tinh thần hiệp thông, để mỗi tâm hồn trong gia đình, giáo xứ, giáo phận chúng con trở thành đóa hoa tươi đẹp đua nở trong vườn hoa giáo hội, để cùng chung tay xây dựng tình hiệp nhất yêu thương. Trên khắp muôn phương. đời cảm tạ Thiên Chúa Ngôi Cha là nguyên thủy và là cùng đích. Vì yêu thương, Cha đã tác tạo mọi loài chúng con theo hình ảnh của Cha và cho chúng con diễm phúc được làm con cái Cha. Lạy Cha là đấng giàu lòng thương xót, xin Cha ghé mắt nhìn đến toàn thể thế giới đang phải chiến đấu với cơn dịch bệnh. Biết bao người đang phải sóng gió trong lo âu sợ hãi. Xin lòng thương xót của Cha chữa lành thân xác cũng như tâm hồn mỗi người chúng con, để chúng con biết sống tâm tình cảm tạ tri ân. Lạy vui hai con Thiên Chúa, nhờ vâng phục Chúa Cha, Ngài đã đem ơn cứu chuộc đến cho muôn loài. Chúng con xin phủ phục tôn thờ, cùng xin Chúa ban cho những nhà lãnh đạo các quốc gia biết nghe theo sự hướng dẫn soi sáng của Chúa Thánh Thần, để họ có thể đem ra những đạo luật hợp lẽ tự nhiên, mưu cầu lợi ích căn bản cho người dân, chăm lo cho mọi người được sống trong công lý, tự do và hòa bình. Chúng nghĩ con gối quỳ lạy ta mỗi hai, đã thương nhân loài mà đầu thai. Đau thương mà giải thoát thế nhân lầm tha, chịu mọi đau thương mà giải thoát thế nhân tội thi. Chúa Thánh Thần ngọn lửa tình yêu đến trong trần gian. Sau khi Chúa Giêsu về trời, chúng ta hãy đến thờ lạy và xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn đường đời và dạy chúng ta biết sống đúng bổn phận của mình là người linh mục, tu sĩ, người giáo dân. Xin củng cố đức tin, đức cậy, đức mến để chúng con trở nên nhân chứng tin mừng cho nhân loại. Và trung thành với Chúa trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống. Chúa vàng là mẹ Chúa ca hiền vi, là mẹ nhân sinh vàng, là mẹ Chúa ca thiên lý. Với tâm tình tôn kính mến yêu, chúng con hướng về triều thần thánh trên trời. Xin nguyện giúp chúng con dõi bước theo các ngài, trung kiên sống chứng nhân giữa gia đình và giáo hội. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. hái trong niềm vui là nụ hồng xanh tắm hương về. Thiên ý dâng lên ngàn dặm trường đau thương khó quên, đường tâm tư bước đi theo ngài, xin tìm màu con hái trong đau đau, dâng cỗ dầu cho trái tim đâm thơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. muôn ơn lành xuống đời chúng con. Giữa chốn gian trần luôn vững